Miền Trung Nhật Bản chiều ngày 1 tháng 1 hứng chịu trận động đất mạnh 7,6 độ Richter với tâm chấn ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, gây ra sóng thần, khiến ít nhất 81 người thiệt mạng và nhiều công trình sụp đổ. Gần 600 rung chấn đã xuất hiện ở bán đảo Noto sau đó, dấy lên lo ngại về thiệt hại nặng nề hơn với hạ tầng khu vực. Giới chức tỉnh Ishikawa cho biết vẫn còn 51 người mất tích tính đến 11 giờ ngày 4 tháng 1 theo giờ Hà Nội. Tại Wajima và thành phố lân cận Suyu, nỗ lực cứu trợ gặp khó khăn do đường xá hư hại và liên lạc gián đoạn. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói ngày 4 tháng 1 vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong các tòa nhà sụp đổ đang chờ được giải cứu. Theo các cơ quan khẩn cấp, tình trạng của những nạn nhân bị thương, mắc kẹt có thể xấu đi nhanh chóng sau 72 giờ kể từ khi động đất xảy ra, dẫn đến tỷ lệ sống sót giảm. Do đó, 72 giờ này được coi là khung thời gian vàng của nỗ lực cứu hộ. Khung giờ vàng đã dần cạn kiệt đối với các nạn nhân trong thảm họa trên.